Các hành vi vi phạm chủ yếu là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm an toàn thực phẩm. Dự báo trong những tháng cuối năm, các đối tượng sẽ lợi dụng hoạt động thương mại điện tử, chuyển phát nhanh để tăng cường các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho các lực lượng chức năng.